Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phú Yên khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. Học viên cai nghiện ở Bà Rịa Vũng Tàu lại bỏ trốn. Cảnh báo nguy cơ nhiễm sán do sử dụng rau sống. Thưa quý vị, cùng với công tác khắc phục thiệt hại sau khi mưa lũ đi qua, người dân cùng chính quyền các cấp tỉnh Phú Yên đang khẩn trương khôi phục diện tích hoa màu bị thiệt hại. Không cho đất nghỉ, ngay sau khi lũ rút, ông Lê Văn Hiệp trú tại thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhổ bỏ diện tích rau màu bị úng để chuẩn bị trồng mới. Dù hơn 4 hecta rau tía tô và rau mùng tơi của gia đình ông đã mất trắng trong đợt mưa lũ vừa qua, nhưng ông vẫn quyết tâm canh tác trở lại. Vừa rồi mưa lũ thiệt hại của tôi là gần 20 triệu, giờ nhổ ra để khô đất và đem lại. Thời tiết mưa gió về là phải hơn 2 tháng mới có ăn. Mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng ngay sau lũ, hộ ông Hiệp cũng như người dân hầu khắp các địa phương trong tỉnh Phú Yên đã bắt tay ngay vào sản xuất với sự động viên và hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trên cơ sở thiên tai diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi đã có đề xuất một hình thức hỗ trợ nào đó của Trung ương để mà về giống hay là về lãi suất hay gì đó đối với bà con nhân dân để tạo điều kiện cho bà con sớm khôi phục sản xuất trên lĩnh vực cây nông nghiệp. Sau những thiệt hại vừa qua, việc chính quyền các cấp cần khẩn trương hỗ trợ người dân sản xuất rau màu các loại là rất bức thiết, bởi việc này không chỉ giúp bà con khôi phục sản xuất mà còn giúp cho việc bình ổn thị trường rau xanh trên địa bàn. Ngày 8 tháng 11, quốc lộ 40B nối Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên đã thông xe sau nhiều ngày bị tắc nghẽn. Trước đó, mưa lũ vào đầu tháng 11 đã làm quốc lộ 40B bị sạt lở nghiêm trọng. Riêng tại km 96+800, km 97+680, địa phận huyện Nam Trà My, đất đá sạt lở tràn xuống nền đường gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Cầu Bản Trà Giác bị mưa lũ đánh sập, khiến việc vận chuyển vật tư, phương tiện đến những vị trí sạt lở gặp nhiều khó khăn. Sau 4 ngày thi công mở đường, làm cầu tạm Trà Giác, gia cố những đoạn sạt lở, đến nay quốc lộ 40B đã thông tuyến. Tại tỉnh Khánh Hòa, với hàng ngàn con cá bớp đang trong thời kỳ xuất bán, người nuôi ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, những tưởng sẽ có một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, chỉ sau một đợt mưa lũ, hàng trăm gia đình phải rơi vào cảnh trắng tay khi tài sản có tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng là đàn cá bớp chết hàng loạt. Đây là một trong những bè nuôi cá bớp lớn nhất khu vực Đầm Môn. Với 90 ô lồng nuôi, vợ chồng chị Trần Thị Bảy có thể thu về hơn 2 tỷ đồng. Thế nhưng sau đợt mưa lũ vừa qua, gia tài tiền tỷ đã tiêu tan. Gần 3.000 con cá bớp lớn đang trong thời kỳ xuất bán và hơn 5.000 cá nhỏ đột ngột chết hàng loạt. Ước tính tổng số cá chết khoảng 20 tấn. Ô mà còn 20 con á, thì mình dồn lại. Giờ ước tính mình giờ vốn đồ nó đưa hết rồi thôi, chứ giờ tiền đâu thể nuôi nữa. Để cắt lá hầu khi nào có tiền đồ gì mình làm, ăn có tiền mình thẻ lại. Ngoài hộ chị Bảy, theo thống kê toàn xã Vạn Thạnh, có hơn 260 hộ nuôi cá bớp lồng bè có cá bị chết, trong đó có 13 hộ bị thiệt hại nặng. Ước tính tổng trọng lượng cá chết khoảng 35 tấn. Để giảm bớt thiệt hại, các hộ đã gọi thương lái đến thu mua với giá 30-40 ngàn đồng một ký. Song số tiền thu về chẳng đáng là bao so với thiệt hại. Hiện dù ngành chức năng chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân, song theo nhận định ban đầu, cá bớp ở Đầm Môn chết là do mưa lớn, nước ngọt trong đầm nhiều khiến cá sốc nước. Hiện nay ngoài chăm chút vào số cá còn sống sót, người nuôi trồng thủy sản ở khu Đầm Môn vẫn đang nhen nhóm hy vọng được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để sớm khôi phục sản xuất sau những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã chi 3,7 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, sau 9 tháng khống chế thành công, hiện tại một số bệnh dịch lại có dấu hiệu tăng nhanh. Báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa, hiện tại một số dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý là bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng. Có 4.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 3 ca tử vong. Số ca mắc bệnh tay chân miệng cũng tăng nhanh với 625 trường hợp, trong đó bệnh nhân nặng chiếm gần 5%. Riêng đối với bệnh Zika, tỉnh cũng đã ghi nhận 2 trường hợp mắc. Khó khăn hiện nay là nhiều người dân chưa có ý thức thực hiện diệt lăng quăng tại gia đình. Trước tình hình này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị lãnh đạo các địa phương chấn chỉnh hoạt động của ban chỉ đạo các cấp theo hướng có trách nhiệm và hiệu quả hơn, tránh tình trạng khoáng trắng cho ngành y tế, cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể người dân tham gia diệt lăng quăng ở cộng đồng. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur trong lấy mẫu, giám sát bệnh và phun hóa chất, v.v. Chiều ngày 8 tháng 11, Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức chi trả tiền cho nhân dân xã Thạch Trung. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố được nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển. Thành phố Hà Tĩnh là địa phương kê khai thiệt hại về sự cố môi trường biển muộn nhất, nhưng đến nay đã bắt đầu chi trả. Xã Thạch Trung có 34 chủ tàu thuyền và 5 đối tượng lao động giãn đơn được nhận hơn 2,7 tỷ đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển. Người dân rất vui mừng vì nhận tiền đền bù để tái sản xuất và ổn định cuộc sống. Nước rất cùng đây cũng là một việc làm tương xứng cho nông dân, vì nông dân chúng em đã sống, đã ảnh hưởng và đã sống trong những sự
khó khăn mấy tháng nay. Nay được số tiền hỗ trợ này thì chúng em cũng vui mừng. Thành phố Hà Tĩnh có 6 xã có thiệt hại do sự cố môi trường biển với số tiền đền bù lên tới hơn 9 tỷ đồng. Sau xã tập trung, thành phố sẽ chi trả xong các địa phương còn lại trong thời gian sớm nhất để người dân yên tâm vươn khơi bám biển. Chiều ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình công tác khám chữa bệnh trên địa bàn. Qua đó lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới phương thức phòng chống nhằm ngăn chặn dịch bệnh Zika hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng lây nhiễm virus Zika. Thời gian qua, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai liên tục nhiều biện pháp cấp bách, tuy nhiên công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và Zika tại cơ sở vẫn còn lơ là, chưa làm hết trách nhiệm, người dân nhiều nơi còn rất thờ ơ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế đánh giá cao hiệu quả và nỗ lực của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, đồng thời cũng lưu ý trong tình hình hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới phương thức phòng chống dịch bệnh Zika và sốt xuất huyết theo hướng xóa các điểm nguy cơ trước, sau đó mới đến phun diệt. Đây là một trong những mô hình thành công ở Singapore. Khẩu hiệu bây giờ là diệt loang quang, bỏ hết tất cả dụng cụ chứa nước sạch và lật úp tất cả cái gì chứa nước. Nhưng bây giờ dứt khoát là không phải nói diệt phun muỗi nữa, mà là diệt tất cả cái ổ loang quang, lật úp tất cả những cái gì chứa nước sạch. Tiếp sau đó mới là phun. Tính đến ngày 7 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 30 ca mắc phải virus Zika và sơ bộ đã ghi nhận 4 thai phụ bị nhiễm virus. Trong tháng 11 và 12, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành phun hóa chất diệt muỗi từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau một tuần ở nơi có ca bệnh ổ dịch. Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế của ngành y tế. Giải pháp căn cơ là việc chủ động phòng chống dịch bệnh của mỗi tổ chức cá nhân. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Hơn 100 học viên cai nghiện của Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đập phá và bỏ trốn vào sáng ngày 9 tháng 11. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 9 tháng 11, hàng trăm học viên của Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đập phá trung tâm và bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cơ động và công an địa phương đã được huy động đến hiện trường để truy tìm các học viên đưa trở lại trung tâm. Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đến 11 giờ trưa ngày 9 tháng 11, cơ quan chức năng đã xác định có gần 200 học viên đã bỏ trốn và đã đưa được 20 học viên trở lại trung tâm. Trước đó, vào tháng 4 năm 2016, tại trung tâm này cũng đã xảy ra tình trạng tương tự và gần 600 học viên bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương truy tìm để đưa những học viên còn lại về trung tâm. Ngày 8 tháng 11, tại hẻm 86 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, một thanh niên tên Trịnh Quốc Chiến có biểu hiện ngáo đá, trên tay cầm con dao rựa và một cây sắt dài khoảng 3 mét, nhảy qua nhảy lại trên các ngôi nhà khiến cho người dân lo lắng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thành Công đã nhanh chóng có mặt thuyết phục nam thanh niên. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Chiến đã trèo xuống và được cơ quan công an đưa về phường Thành Công. Được biết trong 2 ngày qua, Chiến lên nhà người anh ở phường Thành Công chơi. Trưa ngày 8 tháng 11, Chiến nghi bị ngáo đá rồi ảo giác thấy có một nhóm người đuổi đánh mình nên lấy một con dao rựa rồi bỏ chạy, sau đó leo lên các mái nhà ở hẻm 86. Được biết Chiến từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp và hiếp dâm. Vừa mới ra tù được hơn 3 tháng. Hiện tại, Công an phường Thành Công đang tạm giữ Chiến để điều tra làm rõ. Chiều ngày 8 tháng 11, tại bãi rác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, dưới sự chứng kiến của đại diện các sở ngành của tỉnh, đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế PC46, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tiêu hủy một lượng lớn hàng hóa có quyết định tịch thu do vi phạm hành chính được thu giữ trong năm 2016. Đợt tiêu hủy này gồm 224 mặt hàng với 2.974 sản phẩm các loại, gồm mỹ phẩm, linh kiện điện thoại di động, các loại rượu ngoại, thuốc tây, thực phẩm chức năng và một số mặt hàng khác. Hầu hết là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan chuyên môn còn tiến hành xử phạt hành chính đối với các cá nhân tập thể vi phạm với số tiền trên 40 triệu đồng. Việc tiêu hủy công khai số hàng hóa bị tịch thu nhằm răn đe các cơ sở kinh doanh sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh trong việc lựa chọn các mặt hàng đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và an toàn đối với người sử dụng. Thưa quý vị, việc sử dụng các loại rau sống như rau diếp, xà lách, húng, v.v. trong các bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh sán dây lợn. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn không để ý đến những cảnh báo này, phản ánh của nhóm phóng viên tại Thanh Hóa. Ông Phạm Duy Mười ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa nhập viện trong tình trạng co giật, không tỉnh táo, tri giác lơ mơ. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sán não. Theo thống kê của khoa nhiễm trùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm có khoảng 10 trường hợp nhập viện do nhiễm sán dây lợn, kể cả sán não. Thì ông thì cũng ăn uống bình thường, thì thỉnh thoảng thì cũng ăn rau sống thứ rồi là
ăn tiết canh thì chắc là cũng có, nhưng mà ít thôi. Sán di lợn thường ký sinh trên các loại rau, sau khi được bón, tưới phân, tưới bằng nguồn nước mất vệ sinh. Nếu ăn phải ấu trùng sán chưa chết vào dạ dày, dưới tác dụng của dịch vị, ấu trùng thoát khỏi vỏ kén để phát triển thành sán trưởng thành. Sau đó, sán này có thể xâm nhập lên não gây nhức đầu, động kinh, rối loạn tinh thần, rối loạn thị giác, giảm trí nhớ. Mặc dù đây là những thông tin không mới, song theo quan sát của nhóm phóng viên tại nhiều quán ăn, thì hầu hết người dân đều không ngần ngại ăn rau sống mà không cần quan tâm có đảm bảo an toàn hay không. Trong cái môi trường của chúng ta này thì trong các cái rau sống, trong các thức ăn mà chưa nấu chín là có thể bị nhiễm các loại trứng giun, trứng sán nói chung, và trong đấy có trứng của sán dây lợn. Nguy cơ nhiễm sán dây lợn khi sử dụng các loại rau sống rất cao. Do đó, người tiêu dùng khi dùng rau sống nên rửa qua muối loãng và rửa lại thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên, để chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, mọi người nên hạn chế ăn các loại rau sống đến mức tối đa. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Khánh Hòa tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ninh Thuận bắt quả tang hơn 30 đối tượng sát phạt tại sòng bạc trên chợ rẫy vắng. Cảnh báo hàng nghìn mẫu thuốc kém chất lượng được phát hiện mỗi năm.